Xin thân mến, kính chào tất cả mọi người và mến chào quý khách hàng đã đặt cọc sản phẩm loa bass rời đến từ thương hiệu Sirison, mã sản phẩm là TF1230S. Tuy rằng dòng sản phẩm này bên Tài về cũng đã khá lâu nhưng chưa có thời gian thực hiện video, chỉ có upload tại website ngoductai.com và khách hàng đã chuyển cọc và đặt ở bên Tài lắp ráp. Chính vì điều này, bên Tài phải thực hiện làm ra những cái chiếc vỏ thun làm sao để nó phù hợp với cái dòng loa này. Loa bass được sử dụng bằng vật liệu nhẹ của hãng Sirison Anh Quốc. Loa chỉ có mức cân nặng là 4,3 kg cho một chiếc loa từ Ferrit. Và loa cũng có mức giá rất là dễ thở, chỉ có 4.500.000 đồng một cặp, hai cái. Sẽ bao gồm có hai chiếc loa từ Ferrit như thế này. Điều đặc biệt là giải tần số hoạt động của dòng loa này sẽ rớt được ở cái tần số thấp là 50 Hz và giải tần số cao lên đến 4000 Hz, là 4 kHz. Chính vì điều này, chiếc loa này sẽ cho ra tiếng ca rất là sáng với một cuộn côn 75.5. Và để có được một cái giải tần số thấp, một cái chiếc vỏ thùng phù hợp với cái dòng loa này thì bên Tài lại phải điều chỉnh vỏ thùng. Cộng thêm là khách hàng lại yêu cầu sử dụng họng kèn để có thể ráp được củ trép 750. Cái vấn đề này thì bên Tài gặp cũng rất nhiều. Có những khách hàng có, cái này cũng là của khách hàng gửi nè, chứ hiện tại cái sản phẩm 750 hai la mã này thì hiện nay hàng mới đang hết hàng, không có hàng. Cái này cũng là hàng cũ của khách hàng gửi, và để bên Tài phối ghép và ráp vào thùng cho khách hàng. Thì khách hàng muốn sử dụng là loa bass chỉ có 30 nhưng trép lại là 750. Thì cái mẫu thùng này trước đây ở bên Tài đã có video review và giới thiệu rồi đó. Sản phẩm này, kích thước thùng này được bên Tài đóng từ cái mẫu SV của hãng Fan để làm ra những chiếc vỏ thùng như thế này. Riêng về phần vỏ thùng thì bên Tài đã có video giới thiệu nhiều rồi. Những cái vấn đề ốc treo thùng đứng nè, rồi ốc treo thùng nằm thì không có bỏ đi những cái chi tiết này được. Đây là phải giữ rồi những phần kiềng thùng. Rồi thùng phải sơn ở bên trong, sau đó rồi mới sử dụng bông tiêu âm sợi thủy tinh màu đen như thế này để lắp ráp thành phẩm thì đã có video giới thiệu rồi. Nhưng chỉ có điều là khách hàng muốn sử dụng cái loại họng kèn mà có thể ráp được trép 750. Chính vì điều này bên Tài phải làm ra để lắp ráp được cái họng kèn có thể sử dụng cái loa trép là 750 hoặc là những loa trép từ neo. Và để có được cái giải tần số hoạt động là 50 Hz phù hợp với chiếc loa này thì bên Tài lại phải thay đổi cái vị trí của đường hơi. Thay vì hai cái lỗ thoát hơi này ở đây, nó cái phiên bản cũ giống như của trên thùng fan luôn á, thì đường hơi sẽ nằm ở đây. Giống y như cái phiên bản nguyên bản zin của hãng fan thì đường hơi sẽ nằm ở đây. Còn đối với bây giờ để lắp ráp được cái loa bass Sirison này thì bên Tài phải di chuyển cái đường hơi này về bên dưới và sẽ đo lên được đúng như hãng đã công bố là chiếc loa này ở giải tần số thấp sẽ hoạt động được là 50 Hz. Rồi ráp ráp cái này vô đi. Bây giờ bắt đầu bên Tài sẽ ráp một cái chiếc loa này và một cái loa trép này. Cái loa trép này thì khách hàng đặt là từ neo. Khách hàng đang đặt ráp với cái này á là từ neo, và khách hàng có một cặp 752 la mã. Có nghĩa khách hàng sẽ đặt là hai cặp như thế này, nhưng mà khách hàng gửi là một cặp 752 la mã này. Bên Tài cũng ráp vào cái họng kèn này, và khách hàng mua thêm ở bên Tài một cặp loa trép neo này nữa về sử dụng với mục đích cho thuê karaoke ngoài trời. Sử dụng là hai cặp full 30 và một cặp là sẽ sử dụng trép từ Ferrit 750, và mua thêm một cặp trép 742 la mã ở bên Tài, trép từ neo. Sản phẩm này Tài cũng đã có video review ở trên kênh YouTube của mình rồi. Thì bây giờ bên Tài sẽ ráp cái củ trép này vào nè. Và mặt phân tầng thì đã làm sẵn ra hết rồi, tính toán ra sẵn hết rồi. Nhưng bây giờ trong video này Tài sẽ đo trực tiếp cái loa trép này. Bởi vì đôi khi mình nói trên điện thoại với khách hàng thì khách hàng cũng chưa có hình dung, chưa có thấy được cái đáp tuyến tần số của cái mẫu loa trép ở bên mình bán ra. Thì cái này khách hàng cũng chưa thấy được. Khách hàng chuyển khoản đặt cọc nhưng mà cũng vẫn hỏi đi hỏi lại là loa có hay không em, tiếng có thoát hay không.
chứ anh thấy cái mức giá thì rẻ thì có rẻ thiệt, nhưng mà anh chỉ sợ điều này điều kia. Thì khách hàng yên tâm, hôm nay bên tài sẽ đo trực tiếp luôn. Đó, phân ra nè, trực tiếp vào bên trong bát và trép để khách hàng thấy được cái đáp tuyến tần số của cái loa này và cái loa trép ở bên tai, rồi sau đó mới phối ghép lắp ráp mạch phân tần vào để cho khách hàng yên tâm. Còn riêng đối với cái mẫu thùng 30 cũ này á, trước đây mà bên tài làm ra thì cái họng kèn là họng kèn 21 và lỗ thoát chỉ có 1 in, cho nên nó là không thể ráp được cái củ trép 750 2 la mã được. Đó, có nghĩa rằng cái đường kính này này là nó chỉ có 21 vuông. Đó, thì không thể ráp cái củ trép to như thế này được, thì bắt buộc là phải làm lên cái họng kèn là 25 này mới lắp ráp được cái củ trép là 750. Đối với những cái họng kèn này á thì phải sử dụng với những cái loa trép này. Đây, cái lỗ thoát 1 in là ở đây. Lỗ thoát 1 in thì phải sử dụng với những dòng loa trép này, đều là 1 in và của hãng Citizen hết. Cái này là neo nè. Đó. Lỗ thoát 1 in. Thấy không? Rồi cái này là ferrite. Cái này là từ ferrite. Lỗ thoát cũng 1 in. Cái này là mã là 740 và cái này là mã 747. Xin lỗi. Cái này là CDX1 1740 và cái này là CDX1 1747. Cái CDX1 này là 1 in đó. Hãng người ta làm những cái mã cũng tính rất là kỹ, đều là lỗ thoát 1 in hết. Và cái bên này cũng vậy, cũng là CDX1 luôn. X1 là có nghĩa rằng cái lỗ thoát này chỉ có 1 in thôi. Thì những cái dòng loa trép này á thì có thể lắp ráp vào với cái họng kèn này được, là đường kính lỗ thoát 1 in. Tuy nhiên đối với khách hàng muốn sử dụng công suất watt lớn hơn, như những cái này thì công suất watt nó chỉ có 50 watt, còn đối với những cái dòng này thì công suất lên 100 watt. Đó, này là lên đến 100 watt. Rồi đối với những cái dòng này ở bên tai là công suất 120 watt từ neo. Đó, cho nên là phải sử dụng với những cái họng kèn có cái đường kính lỗ thoát là 1 in 4 thì mới đủ cho cái loa trép này nó thoát hết được cái tiếng ra ngoài. Tuy nhiên đối với việc phối loa 30 như thế này á thì cái dải trép nó sẽ lớn hơn cái dải của loa bass một chút. Nhưng mà nếu đi cho thuê thì lại rất là lợi, bởi vì cái dải cao ở trên cái loa trép này nó sẽ thoát, nó sẽ bay tiếng thoát ra xa hơn. Ở xa nó đưa tới tai người nghe vẫn sướng hơn là những cái củ loa trép mà nhỏ như thế này. Đối với những cái củ loa trép mà nhỏ như thế này thì sử dụng mục đích gia đình ở trong nhà hoặc là cho những phòng karaoke thì rất tuyệt vời. Còn riêng những cái dòng to này, dòng bự này thì phải ra ngoài trời để thoát tiếng. Thì cái dòng loa bass này là công suất là 300 W cho một loa. Và nhà sản xuất yêu cầu là công suất để hoạt động với chiếc loa này là từ 450 W cho đến 600 W để đánh công suất cho cái loa này nó thoát hết tiếng ra ngoài. Rồi bây giờ bên tài bắt đầu đo thử cho khách hàng xem cái loa bass nè, xem cái loa trép nè, rồi sau đó bên tài mới ráp mạch phân tần vào để phối. Và bây giờ bên tài sẽ đo như sau. Loa bass sẽ trực tiếp ở phía sau, phải lắp ráp đầy đủ những cái trạm này vào để kín hơi và đi riêng hai đường dây ra bên ngoài. Đây, dây to này là của loa bass nè. Trước tiên là bây giờ sẽ đo cái loa bass trước trực tiếp và cái mid RTA sẽ đặt ở vị trí này hướng về phía chiếc loa để đo được cho cả loa bass và cả loa trép luôn. Trên phần mềm Smart và sử dụng sao card phát trực tiếp xuống một chiếc men. Đây, tài sẽ sử dụng kênh A. Đánh tài làm là phải rõ chứ không có qua pre. Qua pre thì sẽ điều chỉnh rồi, hoặc qua crossover sẽ điều chỉnh chỉnh sửa. Đánh tài là muốn thật rõ ràng. Đây, tín hiệu từ ở trên sao card phát xuống nè. Nè. Đây, ở trên sao card nè. Đó, phát cái tín hiệu pin noise xuống thẳng trực tiếp chiếc men. Đây là dây ra loa đang dẫn lại phía chiếc loa đó. Rồi bắt đầu để đo. Trước tiên play cái này. On. Rồi, mở âm lượng lên để phát pin noise.
Đây. Rồi, chuyển qua cái trép luôn đi. Chị rút cái dây đã chuyển qua cái trép là xong. Đây mọi người thấy nhà sản xuất ra một chiếc loa thấy đẹp ghê không? Và cái phần vỏ thùng thì Tài phải làm sao cho nó đúng nha. Đặt điểm vào đây mọi người thấy nè. Đây. Tại điểm con chuột này. Tính từ điểm này thôi. Trời hôm nay đo mà đang có gió chuyển mưa, nó hơi thổi cái tiếng gió ở cái dưới đuôi này. Cái này không có tính mọi người nha. Tính từ ở điểm này thôi à. 49 hạt. Có bị âm tí xíu, 0,64 dB. Như vậy là mình di chuyển chuột lên tí xíu nữa là đúng 50 hạt rồi, 49,8 hạt rồi nè. Di chuyển lên tí xíu nữa là đúng 50 hạt và sẽ ở ngay điểm là 0 dB. Là chiếc loa này sẽ xuất phát và nó sẽ hoạt động được ở những cái dải tần số là từ 50 Hz, đúng y với nhà sản xuất đã công bố. Và dải tần số cao loa sẽ lên đến 4.000 Hz, là 4 kg ở đây. Đó, 4 kg ở đây thì ở điểm này mọi người thấy nó đang dốc xuống rồi nè. Và riêng bên Tài sẽ làm phân tầng là cắt ở tại điểm 2,5 kg. 2,5 kg ở đây. Giờ chuột vào chỗ 2,5 kg nè. Đây. Đây. Sẽ cắt ở đoạn này xuống, bỏ đi cái không gian này để phối cùng với loa trép. Loa trép sẽ hoạt động cùng ở chỗ 2,5 kg này, trở về phía trên này cho loa trép. Đây, 2,53 kHz nè. Rồi bây giờ giảm âm lượng lại để đo cái loa trép để mọi người cùng thấy luôn. Rồi, ở đây là cái đường màu xanh này là của lò trép để tắt đi cái lò bên dưới đó. Tắt cái này đi để mọi người dễ thấy hơn. Riêng về cái dòng loa trép neo 742 La Mã này ở bên Tài thì ở dải tần số thấp nó hoạt động được là bên Tài tính nó tròn là 600 á. Đây. Đây. Bên Tài tính nó tròn ở điểm này. Ở đây Tài cũng bỏ không tính. Thì cái loa trép này bên Tài đặt hàng là mình cần cái đáp tuyến tần số nó như thế này. Sau khi làm phân tầng nữa thì những cái điểm này sẽ bằng phẳng lại luôn, nhưng mà ở đây là sẽ cắt bỏ. Hiện tại đây là trực tiếp chưa có qua mạch phân tầng, chưa qua tụ gì hết. Bên Tài sẽ tính tròn là 600 hạt. Là chỉ loa trép này sẽ xuất phát từ 600 hạt lên đến trên này. Và ở phía trên này là 17,8 kHz. Đây. Đây. 10 17,6 kHz tại 0 dB, 0,56 dB. Cho ra tiếng trét tí tà tí tách luôn. Nhưng mà sau khi làm phân tầng thì bên Tài phải bảo vệ cho cái cuộn côn trép nó hoạt động được lâu dài cho khách hàng của mình nữa. Thì bên Tài sẽ cắt ở tại điểm 2,5 kg. Đây, đặt chuột vào chỗ 2,5 kg nè. Đây. 2,53 kg ha. Đó, sẽ cắt hết đi cái khoảng này. Thì chiếc loa trét nó chỉ hoạt động từ đây trở về phía trên này thôi. Và sẽ phối hợp. Bây giờ bên Tài sẽ tiếp tục đo. Đo cũng đo riêng một mình chiếc loa bát này thôi. Nhưng sau khi đã được qua mạch phân tầng, cắt cho cái loa bát ở tại điểm 2,5 kg. Loa trét bên Tài đang còn để rời ở bên ngoài. Sau đó thì trong lúc đo mới cắm kết hợp thêm cái loa trép vào để khách hàng của mình thấy cái dải tần của loa trép. Với chiếc loa trép 120W này nó sẽ lên lớn hơn cả dải của loa bát. Tuy nhiên để đi phục vụ âm thanh ngoài trời thì nó lớn như vậy là một điều rất có lợi. Thì trép khách hàng sẽ mở ít hơn mà nó vẫn ra đầy đủ, đưa đến tai người nghe thoải mái. Ra ngoài trời thì nó phóng đi thoải mái, cần phải có nhiều cái đó thêm thì càng tốt.
Và đây là điểm cắt của lo bass sau khi đã sang mạch phân tầng, đã qua mạch phân tầng. Đây, 2,5 kg mọi người nha, 2,53 kHz nè. Đó, cái độ dốc của lo bass sẽ cắt xuống ngay đây. Rồi cắm luôn cái lo trép vô luôn. Cắm cái lo trép vô. Thì bây giờ mà đo thêm cái lo trép vào nữa, quý khách hàng sẽ thấy dải trép nó sẽ được giao thoa tại điểm này, nó sẽ nâng lên nữa, lên cao, cao lên nữa. Rồi để âm lượng tài đang để y ở bên dưới chiếc man như thế này luôn. Rồi đo luôn nè. Video nó hơi dài nhưng mà để mọi người xem nó rõ ràng ha. On lên. Đó, sau khi phối vào thấy cái lò trép nó lên khiếp chưa. Đây, giao thoa ở điểm 2,5 kg là chỗ này. Đây, đặt lại đây, 2,53 kg. Đó, lò trép giao thoa. Và mọi người thấy cái dải tần số của trép lên đẹp không? Lên những cái dải này lóc ca lóc cóc len keng, lên đến 17 kg là tiếng trép thoải mái luôn. Rồi bây giờ để kết nối vào iPad, mở miếng nhạc mọi người nghe thử nha. Rồi bây giờ Tài sẽ test thử một đoạn nhạc, mời mọi người cùng nghe nha. Và trời đang chuẩn bị mưa nữa, cho nên là Tài sử dụng cái chiếc điện thoại đang quay video này, quay luôn. Ngoài trời thì đang gió rất là nhiều, mọi người sẽ nghe trong video có tiếng gió. Còn bây giờ nếu mà di chuyển sang một cái máy quay nữa là không kịp với trời. Trời đang kéo mưa, đang chuyển cơn mưa tới rồi. Lấy cái điện thoại đang quay video này, nó sẽ thu luôn tiếng của Tài và tiếng nhạc phát ra từ loa luôn. Rồi nhạc thì phát trực tiếp từ iPad xuống nè. Đây, từ iPad phát thẳng xuống dưới main công suất nè, ra kênh A nè. Đó, không có qua pre gì hết, điều chỉnh gì hết mọi người nha. Và thật sự để mà nói, cảm nhận thực tế ở bên ngoài, chiếc lo bass của hãng Citizen này, tuy rằng giá chỉ có 4.500.000 đồng một cặp, nhưng cho ra một cái chất âm phải nói là rất thuyết phục tai người nghe. Nghe rất là phê mọi người nha. Ở cái dải tần số 50 Hz, thể hiện rất là đẹp. Rồi cho nhạc chạy luôn. Lấy tai nghe đeo nghe thử xem sao mọi người nha. Đeo tai nghe vào nghe chất âm xem nó như thế nào nha. Rồi, đến đây Tài xin tạm dừng và kết thúc video. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi video.
Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin thân mến chào tạm biệt.